Vâng, và xin trân trọng giới thiệu bộ phim, đó là bộ phim Chọi Lựu Đạn. Ơi, sao mình lại ngồi quan sát? Cay thế. Làm gì có. Vâng, trước mặt của chúng ta sẽ là Squad Kilo. Và đây là Phú Đại. Vâng, một thanh niên đặt tên giống như là SK Phú Đại. Và đây, đó chính là GS. Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều bạn tên rất là khó đọc. Đây là TLM Cup. Vâng, ở trong quân đoàn TLM Master. Và chúng ta có thể thấy là ACE ở quân đoàn ACE Lão Đại. Và đây là Min. Còn đây là Boss Tokuda. Vâng, ui, có rất là nhiều thành viên ở trong Tokuda luôn. Có cả Tokuda luôn, ghê. Gắt 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 nha. Vâng, chúng ta sẽ tìm tới đây là WAZ Fat. Cùng với đó là TNC. Vâng, ở quân đoàn là Tem. Tem gì đây? Tem Nhân Cớm. Và đây là TLM Cup. Vâng, chúng ta đã được giới thiệu rồi nãy rồi. Tới đó chính là AKLMQ. Vâng, ở một quân đoàn là AEKG. Và chúng ta sẽ thấy là đây là RM RMGM. Vâng, Rimus Gaming. Vâng, ở quân đoàn của Rimus nha các bạn. Và chúng ta sẽ cùng xem đó. Đây là Pro A Winnie Admi. Vâng, ở ngay quân đoàn Pro A Ami. Pro Ami chứ các bạn. Rồi chúng ta sẽ thấy được là còn những quân đoàn lớn khác như 70TN hoặc là STCV là Candy. Ok, rất là nhiều quân đoàn khác như là quân đoàn VN nè, 502 nè, Lữ Bố. Ui, ở quân đoàn đánh thê. Chúng ta sẽ cùng xem những cao thủ ném bom chuyên nghiệp trong giải đấu ngày hôm nay. Trước mặt màn hình của chúng ta đó là Gao Bạc TV. Hiện tại thì anh ta đang nhảy ở một khu vực trống và anh ta đang có giáp 2 cho mình rồi, nhưng vẫn chưa có một quả lựu nào cả. Chúng ta cùng đến Enviro TV. Anh ta đang loot đồ khá là nguy hiểm. Như vậy là Gao Bạc đang di chuyển xuống khu vực của anh Virus TV. Và liệu rằng có những pha chọi đá vào mặt nhau hay không đây. Tôi nghe thấy một chiếc xe Lamborghini đang có mặt ở gần đây. Và liệu rằng các bạn có đi ra chui ra cho nó tông một phát cho nó sướng cả đời hay không đây. Và chúng ta sẽ thấy là Roe Conan cũng ở Roe Mi luôn các bạn ạ. Và chúng ta sẽ thấy là HD gì đây, Lão Quân. Anh ta đang di chuyển ra khu vực đó chính là đảo Dừa. Và cùng với đó là Swap Chó TV. Anh ta khá là thấp máu khi mà phải giao tranh với quá là nhiều người. Đấm đi, trượt sao nổi được nữa đây, đấm đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Đây là quá dữ. Vâng, anh ta có một con xe Lamborghini và anh ta đang chạy rất là nhiệt tình. Rất là nhiệt tình trong trận đấu ngày hôm nay. Tại sao anh ta không giục chiếc xe đó đi mà lùm bom mà lên mà ném đi, xối xả đi. Đây là TNC và anh ta ở trong tem Nhân Cớm. Vâng, với lại là không có vũ khí gì trên tay. Anh ta với một bộ trang phục khá là đẹp. Mình nghĩ đây là một bộ trang phục được đội ở trong vòng quay chế tác. Còn đây là ATTL. Vâng, ATT1 chứ các bạn. Đây là quân đoàn ATT1 với cái dấu mốc sao y chang quân đoàn AFKS Mobile. Còn đây là gì đây? Agato Kaisa. Một thanh niên có một cái tên khá là lập dị. Một cái tên giống như là người nước Nhật. Vâng, có lẽ là anh ta hay xem phim Nhật nhiều lắm hay sao đó. Nên là anh ta đang phải anh ta mới đổi tên thành Agata Kaisa. Vâng, thanh niên này thích rất là thích xem phim Nhật. Còn đây là Kilo. Vâng, chúng ta đã thấy là một pha tem up đến từ vị trí của Swap Kilo ở quân đoàn Đám Mây Hồng. Ôi, đấm nhau đi. Tại sao vậy? Đấm nhau đi chứ. Còn đây là 89, anh ta có một chiếc Lamborghini và đang chạy rất là nhiệt tình. DTLM Kubi với một con xe Lamborghini. Khá là nhiều xe Lamborghini trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thấy là một số người chơi đã phải nằm xuống rồi. Và đây là đất TST ở quân đoàn đất thép. Anh ta đang ở trên mái nhà và khá là an toàn. Em ta đón anh nha. Chúng ta thấy được là có một pha time up đến từ vị trí của Gao Bạc và Video TV. Gì đây? Cái củ cải gì đây?
Đây, như vậy là Gao Bạc đang có một con xe xanh và anh Virus TV có xe xanh, tại sao anh ta không lấy mà chạy đi? YouTube Mail thì sao? Vâng, người ta vẫn khá là loot đồ, rất là nhiều đồ. Em đi loot đồ. Ok em, thoải mái loot đồ đi em ơi. Chúng ta thấy là Swap Chó TV đã phải nằm xuống rồi. Và đây là Lager Cà Phê ở quân đoàn Legend Việt Nam. Nào đây, ai đây? Vâng, với khá là nhiều đồ cho mình rồi. Còn đây là VN502 Twin. Vâng, dường như anh ta thích nhỏ mắt bằng keo 502 nên là anh ta bắt buộc phải đặt cái tên là 502. Còn đây là Lữ Bố. Vâng, với một bộ trang phục khá là đẹp, đó là Taekwondo với là một đầu tóc, đó là Thổ Dân. Cùng theo đó thì anh ta mang cho mình một cái bao lô heo xinh xinh hồng hồng. Ui, xem chút nữa là anh ta bị tông rồi. May là cái chân anh ta chạy khá là nhanh. Như tôi đang thấy là anh ta đang bị lát thì phải. Vẫn là không nhảy ra cửa sổ được nữa. Và bây giờ là Ngốc. Ngốc đang đấm nhau, nhưng Ngốc đang mất khá là nhiều máu, chỉ còn lại 152 máu nữa mà thôi. Và anh ta đang phải chạy FK Boy. Ui, ui, một cú tông, trời ơi, nói gì đi mọi người. Vâng, FK Boy đang có cho mình con xe Ducati và đang di chuyển đến những khu vực nào đây? Chúng ta sẽ cùng xem anh ta trong khi mà mình xem anh ta thì mình sẽ qua xem người khác nha các bạn. Đây là Cá. Vâng, thì vừa rồi chúng ta thấy là Cá vừa bị tông xong và anh ta vẫn còn đứng cười được các bạn ạ. Vẫn còn đứng cười luôn. Vẫn chưa thấy cái màn giao tranh nào đến từ vị trí của những thanh niên này cả. Đây là Shihinichi Asinshin 1997. Vâng, mình đọc khá là lộn tên rồi. Với xe xanh, dạo này mọi người chơi xe nhiều quá. Ôi, cái gì đây? Sát thủ vô hình nữa. Một thanh niên không có người, không có gì luôn. Tàn hình hack rồi. Hack rồi anh em ơi. Thanh niên này tàn hình và bây giờ sẽ tông ai đây? Như vậy là một chú gấu banana đã bị tông một phát rồi. Ui, xem chút nữa là tông thêm phát thứ hai rồi. Anh thanh niên bắt đầu quay đầu xe lại. Vâng, thấy được một người nữa và không tông luôn. Như vậy hack rồi các bạn ơi. Hack. Trời ơi, nói gì đi anh em ơi. Đây là ACE. Anh ta vừa mới bị tông xong và bây giờ anh ta không dám ra ngoài. Tại vì xe ở ngoài có khá là nhiều một quả lựu được đáp ra. Và như vậy là không gây sát thương đến từ vị trí của ai cả. Cáo 2K7. Vâng, sau một hồi di chuyển thì anh ta đã có đủ đầy đủ như là giáp 4 nè. Và 200 máu và 500 HP. 200 EP và 500 HP nha các bạn. Ui. Ôi, cái gì đây? Như vậy là chúng ta có thể thấy là con xe Model Fast nó đang nằm ở trên nhà đá và chẳng ai lấy xuống được cả. Còn đây là K. Ui, một cái tên khó đọc nha các bạn. Cô đơn OMG, cô đơn. Vâng, chúng ta phải đợi bo cuối thôi các bạn ạ. Như vậy là chúng ta phải đợi bo cuối thôi. Hiện tại bo đầu thì vẫn chưa có sự đụng độ nào nhiều cả. Phải đợi bo cuối nha các bạn. Ở đây là Gao Bạc TV đã chết rồi à. Đây là anh Birus. Vâng, đấm nhau rất là nhiệt tình nhưng mà máu của anh Birus khá là... Ui, anh Birus ơi, liệu rằng anh có sống nổi trong qua cái pha này hay không đây? Ui. Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em đang có mặt trên kênh của mình nha. Ủng hộ mình bằng cách like và subscribe và chia sẻ nha. YouTube Mail thì có một con xe xanh. Người ta vẫn kiên trì chạy nãy giờ. Pro Iconan không điểm hạ gục với một con xe xanh của mình. Còn đây là Lão Quân. Đây là quá dữ, có một con Lamborghini TNC, có một con Ducati và ATT thì chưa có xe. Và Agota Kaisa, một thanh niên người Nhật, cho hay là người ta lái xe rất là điêu luyện. Và đây là Swap. Cái gì vậy anh Bi? Anh buồn cười quá. Anh đang suy nghĩ cái quái quỷ gì đây? Suy nghĩ cái gì vậy anh Bi? Anh ôi, chiêu với anh này. Đấm anh đi anh Bi. Đấm nó đi, cho nó nhảy xuống đấm. Trời ơi, cho nó nhảy xuống xong rồi nó delay đấm. Lên xe anh Bi. Ô, hay quá, một pha lên xe cực kỳ nguy hiểm đến từ anh Birus TV. Có một con xe xanh trước mặt anh ta và liệu rằng anh ta có leo được lên xe xanh hay không đây? Vâng,
đang chạy tới xe xanh và quyết định vào xe rồi. Xe mình phải cay quá. Vâng, và thanh niên kia là ai đang ngồi chung xe rồi? Pro A Conan thì anh ta vẫn khá là trì ở khu vực nhà đá. Chúng ta sẽ tìm cái thanh niên mà ngồi gần Enviro TV để xem thanh niên đó là ai đây. Ui, đang đấm nhau cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của ACE và Huy. Ui, đấm đi. Nói gì đi anh em ơi, đấm nhau cực kỳ nguy hiểm rồi. Đấm đi nào, đấm nhau đi chứ. Sợ cái gì, đấm đi. Đấm. Ui, đấm đi. Ui, 17 máu không thấm vào đâu cả. Rất là thấp máu rồi. Vì như vậy là anh ta dùng chiến thuật là nằm xuống và sau đó quấn máu, nhưng mà anh ta bị đấm vào đầu hai phát. Quấn máu làm sao nổi đây. Đây là LMQ, vẫn là những màn đấm nhau cực kỳ nguy hiểm, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó thì không có súng, không có cái củ cải gì cả. Chúng ta sẽ đợi tới bo cuối và liệu rằng ai sẽ là người top 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thấy là Nobita đã phải nằm xuống trước là Kinlo rồi. Ôi, khá ghê. Còn TLM Cup, anh ta vẫn di chuyển con xe xanh của mình nãy giờ luôn. Đây là ACE. Ui, dường như rồi nãy anh ta đấm nhau một trận rất là kinh khủng. Chúng ta thấy là team up khá là nhiều. Ui, xe đâu ra lắm vậy. Ui, như vậy là thanh niên STCV đang đi cùng với Enviro TV. Vâng, anh ta làm gì đây? Vâng, hai người làm gì đây? Tôi không biết là hai người đó đang làm cái củ cải gì luôn á. Đây là con bạc. Ui, một cái tên khá là hài hước. Đây là cô đơn. Trời ơi, bo vào lẹ lẹ đi, tôi coi ai top 1 nào. Gao Bạc TV đã rời khỏi mảnh đất này rồi. Mèo thì có cho mình con xe, Conan cũng có cho mình con xe. Lão Quân thì đang phải núp rồi. Hello, chào tất cả mọi người nha. Ui, ui, chóng mặt quá. Trời ơi, chóng mặt quá. Ok, như vậy là chúng ta vẫn thấy là vẫn còn 48 người trên bản đồ. Ủa, phải không ta? Không, còn 35 người trên bản đồ nha. Quyết định đấm xe đến từ vị trí của Ngốc nha các bạn. Loạn hết cả mắt anh Giang ơi. Conan, ui, Conan có một điểm hạ gục cho mình. Trong khi đó anh Virus TV và Mel Đúp Đê Game vẫn chưa có điểm hạ gục nào cả. Ui, chạy xe không là chạy xe nha các bạn. Cú này là rất là nhiều xe rồi. Ôi, làm sao cái thanh niên kia đứng được trên nóc nhà đó vậy? À, Ducap à. Còn đây, đấm nhau đến từ vị trí của LMQ, AKLMQ và một thanh niên áo trẻ trâu. Đấm nhau đi. Đấm đi, đúng rồi. Vâng, đấm nhau cực kỳ gắt. Và bây giờ áo trẻ trâu đang là người có chiếm ưu thế hơn. Và bây giờ đấm nhau đi, và liệu rằng LMQ có qua nổi cái pha này không nè. Anh ta đang thấp máu, rất là thấp máu, chỉ còn một phát ngay đầu nữa thôi là anh ta phải nằm xuống rồi. Quyết định chạy đến từ vị trí của ta, nhảy vào nhà nhưng không được một quả lựu đến từ vị trí của thanh niên trẻ trâu kia, làm anh ta phải chạy xoắn đít lên mà chạy đi đâu con sâu, chạy đi. Ôi, như vậy là quyết định nhảy vào nha. Thanh niên trẻ trâu kia cảm thấy là thằng này không chạy được đi đâu cả. Đấy, mày đứng lại cho tao, mày thêm một đấm nữa rồi mất 10 máu rồi. Bây giờ tiếp tục dí thanh niên này chạy khá là nhanh. Và thanh niên trẻ trâu kia làm gì đây? Vâng, vẫn là một màn trêu ngươi đến từ vị trí của LMQ. Anh ta trêu thanh niên trẻ trâu kia. Còn đây là Vin với xe Ducati của mình, anh ta đang lượn vòng khu vực trong bo. Đây là Bali gì đó. Vâng, đây là chính là thanh niên trẻ trâu và đấm với lại là thanh niên áo trắng. Và ai sẽ là người nằm xuống đây? Đấm cực kỳ gắt luôn. Anh chàng áo trắng này, anh ta vẫn ngồi và đấm. Có anh thanh niên này làm gì đây? Ôi, rồi bây giờ là một pha đuổi ngược đến từ vị trí của anh thanh niên áo trắng. Vâng, quyết định chạy đến từ vị trí của Balade. Đây là quỷ đỏ làm gì đây? Đây là Winnie Me.
Vâng, những quả lựu được đáp lên rất là nhiều, khiến đối phương phải chạy rồi. Đây là DN. Anh ta đang di chuyển con xe xanh của mình xung quanh Bo. Chúng ta vẫn thấy là Bo cuối rồi, Bo gần cuối, vẫn còn 34 người trên bản đồ. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Lần đầu tiên mà mình thấy một cái trận đấu nào mà nó có 30 mấy người ở phần về phần Bo cuối nha các bạn. Như vậy là 33 người, còn 33 người Ambirus thì vẫn còn sống dai như đĩa luôn. Chúng ta thấy là sống dai như AS Mobile. Mèo đúp đê game, anh ta không còn xe nhưng mà anh ta vẫn sống dai, cực kỳ dai luôn. Cảm ơn hai nhiều nha. Thì luôn. Còn đây là Pro Iconan. Anh ta thấy ở phía dưới kia rất là nhiều xe và anh ta nghĩ rằng là không nên xuống dưới đó. Đây là Táo Quân. Ok, Láo Quân hay là Táo Quân gì đó. Còn đây là Hacker với con xe Ducati của mình. Ta đang lượn vòng xung quanh cái bo. Cái bo hiện tại đang rất là nhỏ rồi. Và các bạn có thể thấy là trên bản đồ vẫn còn lại 32 người. Trời ơi, nói gì đi anh em ơi, nói gì đi khi mà cái bo nhỏ xíu mà ui người đâu la lắm thế này. Ui. Còn đây là gì đây, God top 1. God hay Gon ta? Gon nữa. Ủa, anh chàng người Nhật này anh ta vẫn còn sống rất là dai luôn. Đây là Phú Đại, có xe cho mình tại sao không tông đi chứ. Đây là TLM Cup. Vâng, tôi cảm thấy là điện thoại tôi càng ngày càng lag rồi. Ui, tông nhau kìa. Ui, vẫn còn 30 người. Trời ơi, nói gì đi anh em ơi. ACE Huy đang bị hăm dọa bởi một thanh niên nào đó. Còn đây là LMQ, anh ta vẫn còn sống dai quá. Ông Vinh thì với Ducati, anh ta vẫn chạy xung quanh cái bo. Ui, trận này lát kinh khủng luôn anh em ơi, lát quá. Ui, lát kìa anh em, lát kìa. Ui, đây là quỷ đỏ. Vâng, lái xe cực kỳ nhanh luôn. Ui, cảm ơn hai nhiều nha. Ui, thanh niên Winnie Me đang ném lựu đạn rất là nhiều, dường như anh ta đang lãng phí lựu đạn thì phải. Chúng ta thấy rằng là đến bo cuối nè, chuẩn bị đến bo cuối anh em ơi. Ui, đông vải trưởng luôn anh em ạ. Ui, vâng, một pha quyết định nhảy lên nhà đến từ vị trí của Đô DZ. Đấm nhau, vâng, hai thanh niên mặc đồ rất là giống nhau và đang đấm nhau. Như tình anh em có chắc bền lâu là đây rồi. Và cái bo thì càng nhỏ nữa và vẫn còn 30 người trên bản đồ. Trời ơi, nói cái gì đi. Trời ơi. Ui, xe kìa, lát luôn các bạn ạ. Ui, mình không biết bình luận cái gì luôn các bạn ạ. Ui, đông quá, nguy hiểm. Thanh niên này chỉ còn 60 máu nữa mà thôi. Bơm máu đi em ơi. Vâng, vẫn là những màn đấm nhau. 28 người trên bản đồ. Rất lát rồi, cực kỳ lát rồi các bạn ơi. Ôi, nếu mà cái bò này thu vào nữa thì hỗn chiến sẽ xảy ra nha các bạn. Hỗn chiến sẽ xảy ra, chắc chắn hỗn chiến sẽ xảy ra rồi. Ui, đông chưa. Ui, thanh niên có một cái tòa nhà cực kỳ nguy hiểm. Anh ta đang đứng trên nóc. Ui, mọi người đang ném bom cực kỳ gắt luôn các bạn ạ. Và chúng ta thấy là cái sự lag nó hiện hữu lên dần rồi. Mọi người đang dịch chuyển tốc biến. Ui, ném khá là nhiều lựu đạn. Và chúng ta sẽ cùng xem Ambirus TV đã chết chưa nào. Vẫn còn sống luôn anh em ạ. Mel Đức và Conan vẫn còn sống luôn. Trời, bom rất là nhiều. Ôi trời ơi, ăn bom rồi. Bom rất là nhiều luôn. Ôi, ông boy này có vào được boy không đây? Vào được không đây? Vào được rồi. Ôi, như vậy là không vào được rồi. Rồi Conan đã bị tai nạn xe. Ngốc còn ít máu thôi. Vâng, bây giờ thì tất cả mọi người đang di chuyển vào bo. Chết bo khá là nhiều. Vâng, và tông xe đến từ vị trí của anh Ambirus TV. Vâng, anh ta tông rất là nhiệt tình. Dường như là anh ta gặp ai là tông nấy. Nhưng mà cái bo không cho phép anh ta chạy tiếp rồi. Bây giờ nhảy xuống xe, bây giờ tiếp tục làm gì đây? Thấy được con xe máy và liệu rằng ai sẽ là người lấy trước. Nhưng không, Ambirus TV quyết định là không lấy xe máy. Có một thanh niên chạy một chiếc xe máy đang chạy rất là nhiều đây. Và bây giờ chọi bom đi chứ, bây giờ chọi bom. Cơ hội để cho mọi người chạy chọi bom. Ui, quá trời bom luôn anh em ạ. Ui, nói gì đi. Trong khi đó thì mọi người chọi bom rất là nhiệt tình.
mọi người đang nằm xuống hết và lần lượt từng người ra đi vì lựu đạn. Ui, thanh niên này vừa một tay tự bóp rồi, Winnie đã phải nằm xuống rồi, quá dữ đã phải nằm xuống rồi. Thanh niên kia ở ngoài bo và quyết định là quay tay. Vâng, có rất là nhiều thành viên ở ngoài bo để mà quay tay, nhưng mà không, ở trong đây thì quỷ đỏ là người chết bo tiếp theo. Và bây giờ DN cũng chết bo luôn. Và bây giờ tiếp tục Kai đang ở trong vòng. Và bây giờ qua Kai quấn máu, nhưng mà không, đang đấm nhau rồi, đấm đi. Như vậy là cái người cuối cùng là ai đây, Virus hay sao? Vâng, người cuối cùng chính là TLM Kubi. Ôi ôi, cái bo thần kỳ là đây, rủ nhau bơ bo không hả? Kỳ ghê. Quá là dữ cho thành viên Kubi ở quân đoàn nào đây? TLM, vâng. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.